mình đã tới siêu thị Aeon rồi nè mọi người. Ở đây là cổng của cái siêu thị này nè. Đó, Aeon. Siêu thị này lớn nhất Bình Dương ha. Vô đây nè. Xa kìa. Con ơi. Vô đây. Chào mọi người. Anh đang đi về. Đi về đấy. Đây nào. Rồi. Đó, chú đầu bếp nè. Chú đầu bếp đâu ạ? Đó, có cơm trắng rồi. Coi này gồm có bò nè, cá ba sa nướng với bạc. Mực ống mà, mực ống nguyên con luôn. Cái này cái con gì nãy ba nói á mẹ. Cái con gì á, tôm càng gì. Nướng xong chưa chú đầu bếp. Nó tự đem ra. Mình kêu là mình không có lấy cái món đó rồi. Ờ. À. Thì mình cứ bỏ ra thôi. Xong chưa? À, coi món nướng nè mọi người. Úi giời. Đã chưa? Đã chưa? Món ăn đó hả? Thôi chấm. Ăn nhanh lên. Ăn chậm quá. À. Ăn xong chưa mà bò ra vậy? Hả? À? Ăn xong chưa mà bò ra vậy? Nhà mình tới đây thì Nô Phước Thịnh tới. Đang ăn cơm mà Nô Phước Thịnh tới. Cái này hết rồi nè. Vừa ăn vừa nghe ảnh ca. À nó hát cái bài gì mà rồng á, kỵ sĩ rồng á. Ôi hấp dẫn quá. Bữa nay đồ ăn khá ngon ha. Trời fan ở dưới nó hú quá hú. Fan cuồng rồi, đúng fan cuồng. Con đâu rồi? Ờ nó đi ra đằng kia rồi.
tính tiền đúng không? Con đâu rồi? Leo lên đi. Leo lên đi, leo lên đi, leo lên đi, mẹ đẩy cho. Ui, nó ngồi vô đây. Con biết lên không? Mà con giỏi không? Ghê vậy? Con giỏi không? Giỏi, đi đi. Mình đi lại kia coi thử có ca sĩ hát nữa không? Đợi ba đi hả? Đây là đợi ba. Ủa con nặng quá làm sao mày đẩy? Ui ui. Ba chứ. Hả? Ba. Ờ. À. Hey. Mon có cái quán này mới nè, mai mốt nhà mình thử ăn quán này nha. Quán này mới nè. Hot pot nè. BBQ. Ồ, hết ca sĩ rồi, đi về rồi. Nó Phát Thịnh đâu rồi? Đi về rồi. Cho con coi với. Hả? Cho con coi. Nó con coi đi. Đẩy nó vô. Trời hát gì có mấy bài rồi đi luôn. Đi đâu vậy? Cái quán này mới tên nè ba. Quán này là cụng nướng đồ bò đồ vậy đó hả? À, giờ nhà mình sẽ đi mua đồ ăn trái cây cho tháng tiếp theo. Ba ơi, có hai cha con nó kìa. Ăn no rồi, mặt động lái lai rồi. Ủa, người ta ra, người ta đi ra kìa. Rồi đi thôi. Vô nha, vô thằng máy. Giờ nhà mình sẽ đi tiếp mà xuống lầu tầng G rồi mua đồ ăn. Siêu thị này lớn lắm. Mua sách chứ. Mua sách trước đúng không? Mua sách bắt đầu mua đồ ăn. Yes. Rồi đi tiếp tục. Rồi xong vậy à, dọn rồi nè. Không thấy ca sĩ đâu. Ờ hết rồi. Nhà mình đi xuống cái thì hết rồi. Ờ à, buồn quá à. Ca sĩ đi rồi à, Môn cũng thắc mắc không biết ca sĩ gì. Mà thấy người ta reo hò. Nó ngồi ăn á, mọi người nó ngồi ăn mà nó nôn để nó ra coi thử ai mà người ta reo hò. Ồ, ở đây cũng có quán nữa nè. Quán này là biết pizza hả? Nói gì vậy? Nó nói giận chú Thịnh quá. Chú Nô Phước Thịnh hả? Ờ, thấy cái này là thích nè. Quỷ con. Ồ, mấy cái này bắt mắt nè. Mua cái bay nha. Mẹ mua cái bay cho con nha. À. Máy bay á. À, máy bay. Mà mua cái bay cho con. Ờ. Làm cái bữa hả? Ờ. Mẹ mua cái bay cho con nha. Hay lên. Hay lên. Hay lên ở Việt Nam mình đông ha, đắt hết ha, hot, nhượng quyền rồi. Hot ghê, ô nhượng rồi hả? Nhượng quyền nghĩa là cá nhân mình cũng làm được, mình mở tiệm được. Vậy hả? Đấy là hai lần. À, siêu thị lớn đi mỗi giờ luôn. Nè, Canat, kia là Uniqlo. Đẹp đẹp gì? Mình sẽ vô đây nè. Mua sách cho Mon. Sắp tới Mon sẽ học thầy mới. Nên bắt đầu mua thêm sách. Máy bay đâu ra? Ê ba mua đồ trang trí Noel nè. Sắp rồi đó. Giờ là người ta trang trí rồi. Đồ
vận hàng nó thành. Mua một số dụng cụ cho Mon. Bút chì không? Mon học tốn bút ghê á. Coi kìa, coi kìa, có nó nhìn kìa, nó muốn xuống lắm rồi. Ngồi đó đi, làm em bé đi. À, tùy ba thôi. Lấy thêm bút lông để thầy dạy á. Nhanh lên, đông người quá. Ồ, hôm nay đông quá à. Đi đâu cũng thấy người, kính mít à. Ồ, nó rộng. Sách ở đây rộng lắm luôn. Đâu rồi? Ba ơi, mua thêm sách với tập vở để nó học. Đi, qua đây. Con có sách nó mọc. Mẹ ơi, mẹ mua đồ chơi. Thôi đi, bớt bớt đi, không có tiền. Mẹ hết tiền rồi. À, quý kêu đọc truyện đúng không? Mua truyện cổ tích đúng không? Ý là mua truyện cổ tích đó, đọc cho nó. À, ngày xưa. Mắc mà. Ngày xưa. Đây đang kiếm. Da ua của Mon. Sữa đúng không? Nó mệt nó luôn. Cái gì vậy? Hôm nay là cuối tháng. À, hôm nay là đầu tháng nên nhà mình sẽ đi mua những cái nguyên liệu cần thiết. Hình như sữa tắm mẹ hết nữa kìa. Mua luôn một lần luôn. Ủa da ua rồi thôi, da cun gì nữa. Thôi. Bây giờ bò này. Bò. Cái mỏ nó đập. Đông quá vậy. Ủa người nhích không nổi luôn. Rồi. Hả? Đi nào. Nhích không nổi. Rồi. Ơi. Ba ơi, mua ở đâu? Đi ra đi. Thôi ngon nè, mặt phờ kìa. Đông quá đâu. Đâu rồi. Đông dữ hả? Ê, đây vô đây mẹ lấy cái bịch bún, ba cứ đi ra kia trước đi. Mình sẽ lấy bún tươi, nhà mình hay ăn cái loại này nè. Đâu rồi ta? Đây, chính nó nè. Nhà mình hay ăn cái loại này. Rồi, sẽ lấy cái này. Rồi đi thôi. Rồi đi qua mua xà bông. Bột giặt nữa luôn á. Thế bột giặt rồi. Dầu ba muối gì? Sữa tắm ở đây dầu gội mà ông ơi, đi tới đi. Ô đông quá vậy. Ba ơi, bỏ cái này vô, Mon nè. Cuối cùng lại lấy sữa dê. Lát boy cho cả gia đình sạch sẽ. Đông vậy lát nữa tính tiền sụm nụ luôn á. Đi nào. Đi qua trái cây. Hôm nay có trái cây cắt sẵn nè ba nè. Úp, nay rộng ở đây luôn nè ba. Có mua hấu cho Mon không?
để đi một vòng đi để. Ở đây bữa nay rộng quá. Đi đi. Quá rộng quá. Trái cây rộng ghê á, một đống luôn. Tha hồ nho hả? Cái nho này ngày trước mon nó ăn nó chê nè. À đúng rồi. Cái nho này nó chê nè, cái nho này nó ngon quá nó không ăn được. Ừ, ngon luôn. Nho đó hả? Để coi cái nho xanh đó, nho xanh bên đây nè. Nho đỏ hả? Nho này thì cao hơn. Đâu để đi ở dưới thì sao? Nè. Còn nhiều sự lựa chọn à. Ý kiwi kìa. Kiwi. Để mẹ qua coi kiwi. Kiwi 175, kiwi xanh. Ốp kiwi vàng. Ba ơi. Hai cha con ngon rồi. Ô, cà chua, trời ơi. Cà chua ngon quá ba, hay là mua cà chua dặm. Đây có quýt. Cam canh đó ba. Cam canh. Cái quýt đâu? Nhánh. Cái này là cam canh đó, không phải quýt đâu nha. Thôi ba lựa đi. Không, con xuống là con đi mỏi chân. Nghe chưa? Con ngồi đó. Mỏi chân lắm. Lấy màu nào? Màu nào cũng được mà lấy cứng cáo là được, đừng có lấy mềm. Cứng mà chỉ có màu xanh thôi. Ủa quả vàng không cứng hả? Nè như quả này nè, đó nó phân đôi nhưng mà cái này bị ấy nè. Này ba như vậy nè đó, như vậy ngon này đó. Có cái gân này nó ngon lắm. Gân giống tay vàng. Hả? À đó. Thử ăn cái trái này. Hả? Trái này heo. Cái thằng này. Cái gì vậy? Chưa gì hết rồi. Thôi đi. Cái này được rồi. Đi. Tiếp tục mua cái khác. Ủa con nó làm gì á? Má bỏ xuống đây nè, đừng có để nó phá. Móc ra luôn á. Ta chưa có tính tiền mà nó. Rồi đi nè. Không mua một lần xong rồi mình cân qua lấy quả dưa hấu nữa. Má nói đông như vậy cân nổi không? Đông lắm luôn đó, xếp hàng dài luôn. Đây nè, người ta xếp hàng dài như vậy nè. Không biết có tới lượt mình nổi không nè. Ôi dưa hấu đang sale hả? Lấy quả vừa nhỏ thôi ta. Trời ơi. Ý có sầu riêng. Đi ba. Đi tới đây coi sầu riêng nè. Wow. Ngon. Kìa sầu riêng kìa. Cho nó lại sát sầu riêng nó sờ coi. Ngon, nhìn mẹ đi. Xích sát vô ba. Đi nào. Có lấy không? Sầu riêng kìa. Sầu riêng 169.000. Ừ, muốn đâm chảy máu. Ủa, năm nay sầu riêng dồi dào ha. Thấy đi đâu cũng thấy. Đây, muối đó bao nhiêu? 115 thôi, nghỉ khỏe. Nghỉ khỏe. Ồ, ở đây cũng cam canh nè. Nhiều quá vậy. Không hả, đi lại coi. Ồ, hồng nhưng mà thôi, mấy cái này mẹ anh hồng nhiều lắm rồi. Anh hồng nhiều nó bón luôn đó ba. Bón kinh hồn luôn mà. Chuối, thanh long. À, có thanh long. Mình sẽ mua thanh long. Đông quá à. Ba lấy đi cho
cái mẹ đi, lựa đi. Có xoài. Ba trái. Nè, nè, không có lấy nữa nha ông thần. Thôi nha, thôi nha. Nhìn cái mặt nó là muốn uống lắm rồi nè. Con ơi, giờ đi nha, giờ đi tính tiền nha. Còn ngoài kia nữa kìa đó, nhưng mà nay mua từng này thôi. Lối nào? Thôi đi. Nó ở đây nè, nó rộng dữ lắm. Rộng thanh thang luôn. Không biết bắt đầu từ đâu đây. Thôi đi qua đây. Sẽ đi qua đây. Rau. Bí. Sẽ mua quả bí. 18.000 một cân. Cái này cân chưa ta? Bí nè. Màu lấy thêm quả bầu. Ơi, hai cha con đi đâu rồi không biết. Ơi, đi đà. Cái này ngộp thở luôn á, tắt thở. Nông quá. Không biết có còn chỗ để tính tiền không? Ba hả? Đông như vậy mà. Người nè mọi người. Đông vậy luôn á. Coi nè. Dài, xếp hàng dài luôn. Đông lắm luôn. Con đợi dài cổ nè. Chưa tới lượt. Con ơi. Cho con xuống. Cho con xuống. Con quậy quá. Ba mẹ không thể nào cho con xuống được. Ok. Quá đông. Đông quá đông rồi. Ba. Người. Người đâu rồi như kia. Thôi nè. Nguyên một khu ăn uống nè. Hết luôn á. Ở bên đây là bánh mì nè. Cái khu này là bánh mì. Đó, đông dễ sợ. Đi về hả? Nghe rồi. Giờ đi về nha mọi người. Mua xong rồi đó. Nguyên một xe đồ nè. Đi về ngủ. Hả? Đi về ngủ. À, đi về ngủ, về học bài. Khát nước quá. Mua gì uống đi. À, đi về, bye bye đi. À, bye bye, xin chào mọi người đi. Đi ngủ. À, về đi ngủ. Rồi nói đi. Chào. Chào mọi người nha mọi người. Coi xe nè. Ôi ôi. Đông. Ôi ôi, coi nè. Ôi, lần đầu tiên trong một năm mà thấy đông nhiều như vậy luôn. Trời ơi. Ba, hình như cả năm rồi mới thấy lại cái không khí đông như vậy đúng không? Khiếp luôn. Quá đông luôn á, coi nè. Xếp hàng dài để mà ra xe về nè. Ôi, lát nữa mình xếp đọa luôn á ba ơi. Đúng không? Lát mình kiếm được khác mình đi. Không về nủ được. À, không về nủ được giờ sao? Đi ra hỏi chú. À, đi hỏi chú hả? Nó kêu đi hỏi chú. Rồi, chắc Supreme này có chờ nổi. Cái đống đồ với lại chở hai cái cục bả hả?